Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phone. Cách đây một khoảng thời gian dài một tí thì những chiếc iPhone của chúng ta sẽ có vòng đời thiết kế khoảng tầm 2 năm, họ sẽ thay đổi. Ví dụ như là 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, sau đấy là 6 này, 6S, 6S Plus các thứ, rồi 7, 7 Plus các thứ. Thế nhưng bắt đầu từ năm 2017 thì tính đến thời điểm này đã vào khoảng tầm 3 năm, tức là 3 thế hệ kể từ chiếc iPhone 10, 10S sau đến iPhone 11 Pro. Các bạn có thể thấy là thiết kế của nó khá là giống nhau, nếu không muốn nói là tương đương nhau về rất nhiều thứ. Và với cái việc không thay đổi thiết kế sau khoảng 2 năm cho đến 3 năm như vậy thì đối với nhiều người họ sẽ đánh giá là không thay đổi, không có thứ gì để phải nâng cấp cả. Rồi chưa kể nữa là thiết kế gì mà cứ không chịu thay đổi, không có thứ gì mới mẻ, không mua. Nhưng với góc nhìn của mình thì đây lại là một cách thức làm rất hay của nhà Apple và nó có rất nhiều lợi ích. Cụ thể hơn thì mời các bạn theo dõi kỹ hơn trong cái vlog này của mình nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì ngay lúc này các bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều những mẫu iPhone chính hãng với mã VN/A với mức giá cực kỳ tốt tại 7S. Ví dụ như là 7 Plus này, ví dụ như 8 Plus, hay là chúng ta có thể tìm kiếm một vài sản phẩm như là iPhone 10R rồi iPhone 11 giá cực kỳ ngon luôn. Link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video. Và các bạn đừng quên là cuối năm 7S còn có chương trình sale Tết với cực kỳ nhiều ưu đãi dành riêng cho các bạn. Link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện click vào hơn nhé. Thế thì cái lợi ích đầu tiên, cái này là có thể thấy rõ ràng đối với người sử dụng như là chúng ta, đấy là sẽ khiến cho những sản phẩm cũ nó chậm bị lỗi thời hơn. Đấy là một trong những lý do vì sao mà con iPhone 10 của năm 2017 tính đến thời điểm này vẫn được săn đón rất nhiều, thậm chí mức giá bán của nó vẫn rất cao và cái trải nghiệm tổng thể mà nó mang đến cho người dùng vẫn thực sự là quá tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống hoàn toàn so với con iPhone 10S. Và nếu như không quá quan tâm đến cái cụm camera thì nó cũng giống hoàn toàn về cái mặt trải nghiệm so sánh với con iPhone 11 Pro. Đó. Và thậm chí còn có một vài những món phụ kiện để mà lắp vào cái cụm camera thành con iPhone 11 Pro luôn. Đeo ốp lưng mà nhìn từ xa không ai biết đâu một lần cả. Đó, các bạn thấy sao? Đỡ được không? Thì tức là ở cái việc mà họ không thay đổi thiết kế như thế thì những cái sản phẩm mà họ đã bán ra một khoảng thời gian lâu rồi, tầm khoảng 2 năm, 3 năm rồi, nó vẫn khiến cho người dùng cảm thấy ok. Nó vẫn khiến cho người dùng cảm thấy mua được. Nó vẫn khiến cho người dùng cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng một cái điện thoại về lâu dài mà không bị lỗi thời quá nhiều so sánh với những sản phẩm mới ra xét về cái mặt thiết kế. Tại vì thật lòng mà nói, đối với rất nhiều người thì khi mua một cái iPhone, họ luôn luôn sử dụng vào khoảng tầm khoảng 3 năm, thậm chí là 4 năm họ mới thay đổi. Bởi vì là người ta chỉ dùng những cái rất là cơ bản thôi, lướt web, Facebook, xem video YouTube, lâu lâu chơi một vài tựa game nhẹ nhàng đơn giản, không nhất thiết phải lên những cái phiên bản xịn hơn, mới hơn để mà nâng cấp những cái trải nghiệm mới về camera, mọi thứ kiểu như vậy. Đối với nhiều người thì bây giờ iPhone 10 nó vẫn quá đủ rồi. Thế nên cái việc không thay đổi thiết kế liên tục như thế nó cũng không khiến cho những người dùng những chiếc điện thoại cũ cảm thấy bị tủi thân, bị chạnh lòng một tí nào. Thì đấy chính là một trong những cái lý do mà mình đánh giá rất cao về cái mặt này của nhà Apple iPhone. Và thậm chí còn kéo theo một cái lý do khác nữa, đấy là vụ phụ kiện cơ. Bây giờ ví dụ như các bạn mà dán màn con iPhone 11 Pro là dùng luôn miếng dán con iPhone 10 được luôn cơ. 11 Pro Max thì lấy luôn miếng dán con iPhone 10S Max được luôn cơ. Vãi đạn không? Trời ơi, nghề lắm. Lý do thứ hai, cái này thì nó liên quan đến Apple cơ. Đấy là tránh việc bị ăn cắp thiết kế. Đó. Nếu như các bạn để ý trên thị trường bây giờ thì cứ mỗi khi Apple ra mắt một cái dòng sản phẩm nào đó thì một khoảng thời gian sau là gần như là tất cả những hãng khác đều học theo. Nó tất cả thì nó hơi sai một tí nhưng mà nói chung là phần lớn. Đặc biệt là những hãng đến từ Trung Quốc. Ví dụ những cái cụm camera của con iPhone 11 Pro Max, cụm camera của con Google Pixel bị chê thậm tệ, chê này chê kia, cũng bây giờ kiểu gì nhiều hãng khác cũng theo như thế à. Nói chung là nhìn mãi thì nó cũng quen. Hay là rất nhiều hãng khác thì nó cũng đi theo những cái thiết kế kiểu như vậy. Hay thậm chí cái vụ mà tai thỏ của con iPhone 10 nó là một cái cách giải quyết để mà khiến cho chúng ta có cái trải nghiệm tổng thể, cái màn hình nó tràn ra nhiều hơn. Thế nhưng vẫn giữ lại những cái cảm biến quen thuộc, ví dụ camera, Face ID. Chứ có nhiều hãng Trung Quốc thậm chí cụm tai thỏ nó chả giải quyết một vấn đề gì cả, vẫn cố làm cho nó bằng được. Tại vì cho nó giống thiết kế của con iPhone 10, kiểu như vậy. Nói chung là có nhiều cái để mà mình nói đến lắm, chưa kể đến cái vụ màu sắc này, chưa kể nữa vì về cái kiểu làm chán viền các thứ. Nói chung là cứ mỗi khi mà Apple iPhone ra mắt một dòng sản phẩm gì đó mới về mặt thiết kế thì kiểu gì một khoảng thời gian sau nhàn nhạt trên thị trường là những kiểu thiết kế cũng tương tự là như vậy luôn. Chưa cần biết là nó tốt hay không tốt,
kiểu gì học theo cái đã. 3 năm không thay đổi, các hãng sẽ phải tự làm những kiểu khác, khác biệt hơn. Đó. Cái lý do thứ ba, cái này thì nó quan trọng hơn, đó là Apple không tập trung vào mặt thiết kế mới, thế nên họ sẽ tập trung được nhiều hơn vào cái trải nghiệm người dùng và vào những cái tính năng mới. Mình lấy ví dụ nhá, từ con iPhone 10 lên con iPhone 10S thì chúng ta có gì? Chúng ta có camera tốt hơn, chúng ta có thời lượng pin tốt hơn, chúng ta có con chip mới hơn và chúng ta cũng có thêm một vài tính năng thông minh phía bên trong liên quan đến iOS mới, liên quan đến một vài những cái hỗ trợ dành cho người dùng tốt hơn, kiểu như vậy. Hay thậm chí từ con iPhone 10S lên con iPhone 11 Pro chẳng hạn thì chúng ta có nâng cấp thêm về camera, tập trung nhiều hơn vào cái tính năng trải nghiệm camera làm sao cho nó đơn giản nhất, tính năng chụp đêm nó dễ dàng các bạn sử dụng nhất, hay là một vài những cái thứ khác liên quan đến tính năng mới của iOS thì nó cũng được hỗ trợ cực kỳ tốt trên con iPhone mới của chúng ta và tối ưu thời lượng pin một cách tốt hơn, trong khi đó thân hình của nó vẫn nhỏ gọn, cảm giác cầm nắm sử dụng mọi thứ đều vẫn rất là tốt, hay là cái màn hình cho trải nghiệm tốt hơn như thế nào đó. Nói chung là khi mà Apple không quá tập trung vào cái vấn đề thiết kế mới để họ phải suy nghĩ nhiều hơn, tốn nhiều cái công nghiên cứu hơn về cái mặt cơ khí, lắp ráp linh kiện các thứ này nọ, thì họ sẽ có thể tập trung được nhiều hơn vào cái trải nghiệm của người dùng. Và đó mới chính là những thứ khiến cho người dùng Apple iPhone cảm thấy hài lòng nhất. Bởi vì thật lòng mà nói thì nhiều người không quá quan tâm đến thiết kế của iPhone, bởi vì sau hàng năm thì họ vẫn cứ nâng cấp lên đời, bởi vì những cái liên quan đến trải nghiệm người dùng, ví dụ như tốc độ, sự mượt mà, sự ổn định, hay là cái trải nghiệm về camera, trải nghiệm về những cái ứng dụng, thì nó mới là thứ mà người dùng quan tâm đến nhiều nhất, và Apple tập trung rất mạnh vào cái này. Đó cũng chính là lý do vì sao mà người dùng thực sự rất là trung thành với iOS, với Apple iPhone, cho dù là thiết kế của nó không đẹp một tí nào đâu, thật lòng mà nói là như thế. Và cái lợi ích cuối cùng thì cái này thì nó dành riêng cho Apple cơ, đó là việc họ không phải tốn quá nhiều chi phí nghiên cứu và phát triển vào cái vấn đề thiết kế của sản phẩm, cũng như họ không cần phải thay đổi cái dây chuyền sản xuất đi quá nhiều. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mà họ làm ra một dòng sản phẩm mới, mình lấy ví dụ như chuyển đổi dây chuyền sản xuất từ con iPhone 7 Plus, 8 Plus sang đến con iPhone 10 chẳng hạn, thì từ một cái máy làm cái vỏ nhôm nó đã khác so với một cái dây chuyền làm cái vỏ bằng thép, thì liên quan đến rất nhiều chi tiết cơ khí, vật lý và mọi thứ thì Apple sẽ phải thay đổi dây chuyền sản xuất đi rất là nhiều. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà ngày xưa Samsung á, sử dụng vỏ nhựa đến con Galaxy S5 cho đến con Samsung Galaxy S6 thì họ mới sử dụng kim loại, tại vì họ sẽ phải thay đổi dây chuyền sản xuất đi gần như là hoàn toàn. Thì con iPhone mới này mình cũng suy nghĩ là như thế. Tức là khi mà họ đã không thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế thì họ cũng không cần phải thay đổi quá nhiều về mặt dây chuyền sản xuất. Kể từ đó chúng ta sẽ có thể tối ưu chi phí được một cách tốt hơn và hãng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, kể từ đó là hãng cũng hút máu người dùng được nhiều hơn, kiểu như vậy. Và cũng đấy chính là lý do vì sao mà bây giờ giá trị vốn hóa của Apple lên tới khoảng 1.300 tỷ USD, lớn nhất trong tất cả những công ty công nghệ tính đến thời điểm hiện tại luôn đó. Đỡ được không anh em? Nói chung là cũng chỉ bởi vì không quá thay đổi nhiều mà thiết kế, tập trung vào nhiều những thứ khác, thế nên họ sẽ có thể tối ưu chi phí được nhiều hơn và hút máu chúng ta được nhiều hơn. Nói chung là với việc Apple không thay đổi thiết kế sau khoảng tầm 3 năm như thế thì nhiều người sẽ đánh giá là nó không thay đổi, nhưng đối với nhiều người sử dụng thì họ lại cảm thấy hài lòng. Bởi vì chiếc điện thoại mà họ đã sử dụng vài năm không bị lỗi thời, bởi vì họ sẽ có thể tập trung được vào nhiều những cái tính năng mới mẻ hơn thay vì là một cái thiết kế mà sau một khoảng thời gian thì họ cũng sẽ thấy chán. Và các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là những chiếc iPhone hàng chính hãng VNSA, cho dù là những chiếc iPhone đời cũ một chút như là 7 Plus, 8 Plus cũng đang có mức giá cực kỳ tốt tại Sale.net. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và các bạn đừng quên là cuối năm chúng ta còn có cam sale Tết với rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn. Link sẽ phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.